Anh Dũng bất ngờ tái hợp vợ cũ Jennifer Phạm như chưa hề có chuyện ly hôn. Vào cuối tuần qua, với vai trò khách mời, Jennifer Phạm diện trang phục áo dài, khoe vẻ đẹp thanh thoát, thu hút mọi ánh nhìn. Cũng trong buổi từ thiện, cô tái ngộ chồng cũ, ca sĩ Quang Dũng. Nếu Jennifer Phạm xuất hiện trong chương trình với vai trò MC, thì nam ca sĩ góp mặt với vai trò ca sĩ khách mời. Giọng ca Quê Bình Định chia sẻ sau live show kỷ niệm 20 năm ca hát, anh đắt show hơn trước. Từng căng thẳng một thời gian sau ly hôn, nhưng Jennifer Phạm và Quang Dũng đã giải quyết mọi thứ trong êm đẹp. Sau gần 10 năm ly hôn, nếu vợ cũ đã tìm được hạnh phúc mới và sinh tiếp hai nhóc tì đáng yêu, thì Quang Dũng vẫn lẻ bóng. Mặc dù đã chia tay lâu, nhưng cả hai vẫn là bạn bè thân thiết, cùng thực hiện trách nhiệm chăm sóc con trai. Từ ngày Bảo Nam về nước sống cùng mẹ, Quang Dũng cũng có cơ hội gần gũi con trai hơn. Anh cảm thấy vui vì con trai hòa nhập nhanh với môi trường học tập trong nước sau nhiều năm sống ở Mỹ. Hàng ngày anh và Jennifer Phạm trao đổi thường xuyên để cùng nuôi dạy Bảo Nam. Nếu các cặp đôi khác của Vbiz không nhìn mặt nhau hay né tránh chụp ảnh sau ly hôn, thì cách ứng xử của Quang Dũng, Jennifer Phạm lại rất văn minh. Thiết nghĩ các cặp đôi của showbiz cũng nên học cách ứng xử này.